Người bây giờ như thế nào? Kinh mạng thánh hiền Bất kính tổ tâm Quân giọng tự đại Cho rằng năng lực bản thân Dựa qua tổ tông rất nhiều Tổ tông có gì đáng để tôn kính đâu thánh hiền đều là gạt người quan niệm này cắm rễ kiên cố ở trong vọng tâm nên con người bây giờ không dễ dạy rất nhiều gia trưởng gặp tôi đều nói Bây giờ con cái khó dạy Trẻ con thật sự khó dạy ư ừ. Nếu nói thật thì quý vị không biết dạy Không phải khó dạy vì sao quý vị không biết vậy vì quý vị không làm được cứ nghĩ lại xem quý vị đối với cha mẹ mình như thế nào quý vị nghe cha mẹ dạy bảo chăng nếu không nghe cha mẹ dạy bảo con cái quý vị nghe lời mình chăng bảo ứng tuần hoàng đây là nhân quả bảo ứng ngày xưa làm người lớn không như vậy làm người lớn bất luận có được học hay không đây là phong tục tập quán của quê hương chúng tôi đọc sách hay không không quan trọng quan trọng là biết cách làm người từ nhỏ cha mẹ đã làm gương làm mô phạm cho chúng ta chúng ta xem họ xử sự, sự đối nhân tiếp vật như thế nào ngày ngày thấy tự nhiên sẽ học theo điều căn bản nhất là gì chính là hai chữ thành kính ở trong chân thành bên ngoài cung kính Khúc lễ thiên đầu tiên trong lễ ký Câu thứ nhất là dù bất kính Cung kính hết thảy Có người từ nhỏ đã học được Trong đời này, suốt cả đời này Đối đãi với tất cả người sự vật Đều rất thành kính Trong thành ngoài kính Họ học được nên là căn bản người bây giờ không có người bây giờ ngạo mạn tự đại đối với mọi người không có chút khiêm nhường nào tự cho mình hơn người thế giới này làm sao an định hòa bình được Địa cầu này làm sao không có thiên tai Đây là vấn đề nghiêm trọng nhất của nền giáo dục hiện nay Không có thành kính không thể dạy Học sinh không tiếp thu được Quý vị dạy chỉ uổng công Họ không đạt được lợi ích Cổ sư Ấn Quang thường nói Một phần thành kính được một phần lợi ích Họ không có thành kính Quý vị vậy khô hơi rắc cổ Họ cũng không đạt được lợi ích gì Thời gian dài còn cho là quý vị nói nhiều Nói những điều vô dụng Không khiết thực họ phê bình như thế à, còn như vậy thành kính họ hỏi lại quý vị xã hội bây giờ có ai thành kính người thành kính thiệt thòi người thành kính dễ bị ức hiếp họ cho rằng như thế nào mới đúng cho rằng đấu tranh là đúng tự tư tự, tự, tự lợi là đúng tổn người lợi mình là đúng những khái niệm này được học từ nhỏ từ mẫu giáo đã dạy dạy cạnh tranh quý vị phải hơn không được thua người khác từ nhỏ đã phải cố sức tranh giành như thế tranh suốt đời sau cùng đó vào địa ngục A Tỳ Đây là kết quả của đấu tranh Quả báo sau cùng là địa ngục A Tỳ Nhẫn nhường chịu thiệt Cổ nhân thường nói Chịu thiệt là phước Lúc nào cũng nhường nhịn không tranh với người khác Nơi trở về sau cùng của họ là quái trời không giống nhau cổ nhân nói thiệt thòi là phước câu nói này vô cùng chính xác người chịu thiệt thòi đến thiên đường người không chịu thiệt vào địa ngục Người không chịu thiệt Những gì hiện tại đạt được là phước báo nhỏ nhoi Ít lợi nhỏ nhoi Thời gian hưởng thụ rất ngắn Người chịu thiệt hiện tại rất khổ Nhưng thời gian chịu khổ không dài Tương lai thời gian hưởng phước ở cõi trời rất dài đây đều là sự thật nhưng người bây giờ không tin nói nó là mê tín là thứ gạt người của thời đại phong kiến cho nên giáo dục của thánh hiền giáo dục của phật bồ tát khó mà đột phá được cửa ải hiện thực này người thật sự có chí hiếu học trước tiên cần phải nuôi dưỡng nhẫn nại của chính mình người khác không chịu làm bản thân chúng ta làm chúng ta phải kiên trì bất luận trong hoàn cảnh hiểm trở khó khăn nào đều kiên định không thay đổi phải cắn chặt răng mà tiếp tục làm thế giới này Đến khi nào mới có an định hòa bình Chúng ta dự tin khoảng 3-4 đời sau Thời đại chúng ta dù có cố gắng dứt giả thế nào Cũng không thấy được kết quả Có thể lưu lại vài hạt giống đã là không tệ hiện nay tuy nói <laughs> có thiên tai thiên tai chưa ập đến trong khoa học kỹ thuật phương tiện truyền bá đây là công cụ rất hay chúng ta nên tận dụng nó một khi thiên tai ập đến những thứ này đều không còn Vậy sao phải dựa vào sách? Những khoa học kỹ thuật này hoàn toàn bị phá diệt Nên sách vẫn rất cần thiết Hiện nay in sách nhiều là việc tốt Vì tương lai chỗ dựa duy nhất chính là sách Nói đến sách Những gì của cổ nhân lưu lại Viết bằng văn cổ Chúng ta phải dựa vào đó Không thể dựa vào chú giải văn bạch thoại Vì sao vậy? Vì văn bạch thoại Nhân giả dạ kiến nhân Trí giả kiến trí mỗi người có kiến giải riêng quý vị xem mọi người phiên dịch ra văn bạch thoại đều không giống nhau ý nghĩa không tương đồng thế nên thật sự muốn học không học văn bạch thoại học văn ngôn cổ tại nguyên vị sau khi nếm được nguyên vị mới học tiếp văn bạch thoại xem họ lý giải thế nào lý giải có giống mình chăng Sau đó mới hiểu được mức độ lý giải của họ chưa đủ sâu. Họ chưa lý giải được những điều thật sự. Họ chưa lý giải đến tầng thâm sâu. Vì sao vậy? Vì công phu của họ chưa đủ thành kính. Đừng quên lời của Tổ sư Ấn Quang. Mười phần thành kính được mười phần lợi ích trăm phần thành kính được trăm phần lợi ích nếu là giảng phần thành kính quý vị sẽ được giảng phần lợi ích đây là mỗi người học thánh hiền nhân những gì họ đạt được không giống nhau phải tin vào câu nói này tâm thành kính không giống nhau vì sao vậy tâm thành kính là chân tâm cũng chính là nói những gì của cổ nhân càng là thời đại thượng cổ thì toàn bộ tâm thành kính đều hiển lộ ra Như kinh điển của Phật Bồ Tát Thành kính viên mãn hiển lộ ra Cần phải có thành kính viên mãn Quý vị mới có thể lý giải hoàn toàn Đây là vấn đề của tự tánh Đạo lý chính là như vậy Không phải yêu cầu vô lý Đây là bí quyết Bí quyết trong học tập Quý vị nên biết Một trăm người học Tâm thành kính của mỗi người khác nhau Nên những gì họ đạt được cũng khác nhau Họ viết ra báo cáo tâm đắc không tương đồng Muốn thật sự được nguyên vị nguyên gốc những quý vị phải có Một ngàn phần thành kính Một dáng phần thành kính Mới có thể nếm được nguyên vị Vì vậy Tôn thánh kính thiện Nhân từ bạc ai Hai câu này rất quan trọng Chúng ta dạy người Thành tựu hay không Chính là hai câu này Trong học tập chúng ta Tiếp thu được hay không Cũng ở hai câu này Hai câu này người bây giờ dứt bỏ hết sạch sẽ Sưng hô tôn kính với một người nào đó Tôn kính đó chỉ hữu danh vô thực Có tôn thánh kính thiện Ở sau mới có nhân từ bạc ái không có câu trước ở sau nhất định không có tôn thánh Kiến thiện là bên trong nhân từ bác ái là bên ngoài cảnh hưng nói thánh không phật tăng phật là thánh nhân người xuất gia tu hành là đệ tử của thánh nhân họ đang học thánh nhân nếu nói mượn chiêu bài của phật thánh Mạo xưng Đệ tử của Phật Thánh Không phải chân chánh học Phật Tiếp nhận người khá cúng dường Đây là tội rất nặng quý vị xem trong kinh địa tạng đức thế tùng nói rất rõ ràng nếu tạo tội ngũ nghiệp thập ác phật đều có thể cứu tội trộm cắp của người xuất gia phật không cứu được không cách nào cứu được Vì sao vậy? Vì tội này quá lớn Nặng hơn tội ngủ nghịch Chứ vị biết tội ngũ nghịch như giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán Làm thân Phật chạy máu, phá hòa hợp tăng Trong kinh địa tạng nói rất rõ ràng khi tôi ở Singapore, cư sĩ Lâm đem đoạn kinh trong kinh địa Tạng này in ra tờ giảng khắp nơi. Chỗ nào chúng ta cũng có thể thấy. Cảnh tỉnh mọi người. Tuyệt đối đừng khởi ác niệm ăn trộm của thường trú. Đây là mười phương thiện tín, Giấc giả cung kính để cúng dường tam bảo Họ cúng dường là để cầu phước cầu tuệ Quý vị lại dùng giao việc riêng tư Tối này còn nặng hơn tội trộm cắp tài vật của quốc gia không biết nặng gấp bao nhiêu lần Phật Bồ Tát cũng không giúp được Quý vị phải làm sao? Đủ để quý vị chịu tội Ở địa ngục vô giảng Địa ngục A Tỳ ngày nay người tạo nghiệp này rất nhiều nhưng không ai biết bán tới người tạo nghiệp cũng không biết không ai nói vừa mới nói quý vị không có thành kính đối với thánh hiền mặc dù nói cho quý vị một cách rất rõ ràng minh bạch quý vị không tin không tiếp nhận còn nói đây là gạt người tự cho mình thông minh lừa gạt những người ngu si nếu những lời này từ trên kinh điển kinh điển là phật nói ngài không gạt con người có người lừa gạt con người Phật không lừa gạt con người Không thể không biết điều này Tài vật của người xuất gia Trong lúc cần việc cấp bách Người xuất gia cũng tu bổ thị Ngài ứng quan lúc còn tại thế Khi quốc gia Gặp những thiên tai như hạn hán lũ lụt Ngài cũng lấy tiền cúng dường ra Để bố thị cứu tế Tiền này có thể dùng vào việc cứu tế Ngài Ấn Quang làm cho chúng ta thấy Suốt đời Ngài Tiền tứ chúng cúng dường đều dùng vào việc in kinh Vì sao Ngài làm như vậy? Đây chính là sự nghiệp giảng kinh dạy học Hoằng Pháp lợi sanh Bản thân Ngài ra bên ngoài giảng kinh Bị trở ngại về ngôn ngữ Tiếng nói nơi quê Ngài âm quá nặng Một số người nghe không hiểu Nên suốt đời Ngài dùng gian tự In những kinh luận sách hay chỉ cần có thể khuyến hóa nhân tâm giúp mọi người giác ngộ giúp mọi người quay đầu những gian tự này ngày đều in ẩn đều lưu thông lưu truyền tập trung tất cả lực lượng để làm điều này việc này quả thật là việc tốt lớn Nếu quý vị hỏi Ở thế gian này làm việc gì công đức lớn nhất Quả bao thù thắng nhất Chính là ấn tổng kim Khuyên người Chuyển ác thành thiện Chuyển tà thành chánh Chuyển mê thành ngộ Công việc này thiện nhất không có việc gì thiện hơn xây chùa cũng không được chùa xây rồi không có ai đến giảng kinh không có ai đi hoàng pháp Pháp hương kêu người thắp hương lạy phật Cầu thăng quan phát tài, đó gọi là khởi xướng mê tính. Quý vị nên biết, Đức Thế Tôn một đời tại thị, vì sao không xây chùa? Nếu Ngài xây chùa, phước báo của Ngài lớn. Đến đồ nhiều, cúng dường nhiều, khắp nơi đều có thể dựng chùa suốt đời ngài xây mấy trăm ngôi chùa có trở ngại chăng không thành vấn đề vì sao ngài không làm chúng ta thử nghĩ xem toàn bộ tinh thần thể lực đều dùng vào việc giảng kinh dạy học